tiếng chân của anh Lợi đang lang thang khắp nơi ngoài đường xó chợ như thế này. Họ đang ở ngã tư, mình đến đây không cho anh Lợi hay. Cuộc sống anh kiếm tiền rất là cực khổ cô chú anh chị, anh phải đầu đường đi những cái ngã tư như thế này để mà anh đi hát, và anh cứ đi như thế mà bán dạo thì trong quá trình anh sẽ lúc mà anh đi anh sẽ khởi hành. Điện kia em nè, em Hồ nè. À, đây em thương cái gì? Dạ. Qua đây ngồi đi, đứng đây đi anh Lợi. Mình đi theo anh Lợi để cô chú anh chị thấy được một đêm bán của anh Lợi là như thế nào. Lên một câu giọng cổ anh Lợi. Từng tay hoa hoa quyến
biết bao mọi người đã tàn phá lên những vùng biển xuống tí đi, ở đây ngã tư đèn xanh đèn đỏ chạy đứng cũng được dạ. Tâm xin ăn một gói 2000, cô bác anh chị mua giúp cho em cháu một vài gói tâm xin ăn. Em cháu cảm ơn cô bác và các chị. Lời I'm